Kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin giá heo hơi ngày hôm nay, thứ ba ngày 11 tháng 10. Quý vị và các bạn thân mến, theo ghi nhận, giá heo hơi ngày hôm nay có dấu hiệu hồi phục, bắt đầu tăng trở lại. Tuy nhiên, đã tăng chưa mạnh, chỉ nhích lên một chút ở tại một số địa phương. Thưa quý vị và các bạn, trong ngày hôm nay, ở thị trường miền Bắc, giá heo hơi dao động trong khoảng từ 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Cục bộ có địa phương bán được mức 60.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh đồng bằng Bắc Bộ như Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam vẫn là khu vực có khung giá cao nhất cả nước trong khoảng từ 55 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Theo nhiều hộ chăn nuôi ở miền Bắc, trong ngày 10 tháng 10, thương lái hỏi mua heo đã nhiều hơn những ngày trước. Đây là một dấu hiệu vui dự báo một đợt tăng giá mới. Các tỉnh Trung Du và miền núi như Thái Nguyên, Bắc Giang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tuyên Quang, giá heo hơi giữ nguyên ở mức từ 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh Tây Bắc, giá heo hơi tại Hòa Bình, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên cũng có diễn biến tương tự, duy trì ở mức 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn, Lào Cai có giá từ 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Bên cạnh đó, các tỉnh ở thị trường miền Trung và Tây Nguyên, theo ghi nhận trong ngày hôm nay, giá heo hơi tại các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên thấp hơn các tỉnh thành ở miền Bắc. Phần lớn các địa phương dao động trong khoảng từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Tại Bắc Trung Bộ, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh cao nhất miền Trung từ mức 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế có giá dao động từ 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Khu vực Nam Trung Bộ, giá heo hơi tại Quảng Nam, Đà Nẵng duy trì ở mức 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên có giá từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh Khánh Hòa, Bình Thuận có giá dao động trong khoảng từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Giá heo hơi tại Tây Nguyên duy trì trong khoảng từ 54 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Trong đó Lâm Đồng, Đắk Lắk bình quân có giá từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Gia Lai, Kon Tum, Đắk Nông dao động trong khoảng từ 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Còn đối với các tỉnh ở khu vực miền Nam, giá heo hơi trong ngày hôm nay đi ngang giữ ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Tại các tỉnh Đông Nam Bộ như Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, giá heo hơi giữ nguyên ở mức 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Tại Bình Dương, Bình Phước giá dao động trong khoảng từ 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Các tỉnh Tây Nam Bộ giá không giảm thêm mà giữ ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Cụ thể, tại các tỉnh như Trà Vinh, Sóc Trăng, Bến Tre, Bạc Liêu, Hậu Giang giá chỉ dao động ở mức 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Long An, Tiền Giang, Cần Thơ có giá từ 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Đồng Tháp, An Giang ở mức 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thưa quý vị và các bạn, sau đây là giá heo hơi cụ thể tại từng địa phương trên cả nước trong ngày 11 tháng 10. Tại Hà Nội giá từ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Hưng Yên 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Thái Bình 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hải Dương 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hải Phòng 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hà Nam 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình 58 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Quảng Ninh 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Nam Định 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Ninh Bình 57 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Phú Thọ 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Thái Nguyên 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Vĩnh Phúc 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Bắc Giang 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Tuyên Quang 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Lạng Sơn 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Cao Bằng 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Yên Bái 56 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Lào Cai 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Lai Châu 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Điện Biên 57 cho đến 60.000 đồng trên 1 kg. Hòa Bình 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Sơn La 56 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Thanh Hóa 56 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Nghệ An 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg. Hà Tĩnh 55 cho đến 59.000 đồng trên 1 kg. Quảng Bình 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Quảng Trị 56 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg. Thừa Thiên Huế 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg.
Đà Nẵng 5 năm cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Quảng Nam 5 năm đến 58.000 đồng trên 1 kg, Quảng Ngãi 5 năm cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, Phú Yên 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Khánh Hòa 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Bình Thuận 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Bình Định 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Kon Tum 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Gia Lai 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Đắk Lắk 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Đắk Nông 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, Lâm Đồng 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Bà Rịa Vũng Tàu 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, Đồng Nai 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Thành phố Hồ Chí Minh 55 cho đến 58.000 đồng trên 1 kg, Bình Dương 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Bình Phước 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Long An 54 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Tiền Giang 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Bến Tre 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, Trà Vinh 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Bạc Liêu 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, Sóc Trăng 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Vĩnh Long 55 cho đến 57.000 đồng trên 1 kg, An Giang 53 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg, Cần Thơ 54 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Đồng Tháp 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Cà Mau 53 cho đến 56.000 đồng trên 1 kg, Kiên Giang 54 cho đến 55.000 đồng trên 1 kg. Trên đây là bản tin giá heo hơi trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.